quá nửa đời ai cũng sẽ nhận ra, đến cuối cùng thứ gì là quan trọng? Tiền bạc lợi danh không là tất cả, dẫu thật nhiều rồi cũng tựa khói mây. Có những người đi khắp cả đó đây, chẳng thể tránh sẽ về cùng cát bụi. Cố chấp sân si tham nhiều đến mấy rồi cũng phải rời bỏ lại sau lưng. Khi mà rước mẹ vào á, ở được 3 tháng thôi thì cha sư bị dẫm mình chết. Nói dẫm mình là không đúng, tại lúc bây giờ là người ta cài mình ở dưới đường ray xe lửa để cho xe lửa đi ngang qua thì dẫm trúng mình nổ chết. Thì những người mà làm đường ray xe lửa phải đi tuần tra trước khi xe lửa đi qua. Cha sư cùng một người bạn đi tuần tra thì phát hiện ở dưới đường ray có mình. Thì ông bạn của cha sư là ông nói có mình thì ông bay ra, ông lăn cái vèo ra bên ngoài. Còn cha sư thì hỏi đâu, chui cái đầu vô coi. Thì chui vô nhìn để coi có mình không thì nó nổ. Thì lúc bây giờ là mẹ của sư á, là đang mang thai anh sư là anh Bảy á. Như vậy mẹ sư sống được 10 năm góa phụ á, không lấy chồng nữa. Cho đến năm thứ 10 thì mẹ sư đi thêm một bước nữa là sinh ra sư. Đi thêm một bước nữa thì ở dưới người chồng sau là ba sư thật sự á, ba ruột của sư á, được 3 năm thì gian dở tiếp đời chồng thứ hai. Sau đó mẹ sư mới dẫn sư ra đi tìm về ngôi nhà cũ. Thì ông anh đầu của sư á, ổng bán nhà bán đất, ổng dẫn 5 anh em đi kinh tế mới. Thì mẹ sư trở về thì không còn nhà cửa nữa, cho nên dẫn sư đi tìm ông anh. Khi gặp ông anh thì ông anh ổng thấy mẹ sư dẫn sư về tuổi thân để tiếp tục ổng làm khó dễ. Sư nhớ ổng đánh sư, ổng đuổi đi, ổng chấp nhận. Cuộc đời của ông anh trai của sư cũng vậy. Từ nhỏ thì cha mẹ ở mỗi người mỗi nơi, đến lúc được vô ở với cha như mẹ thì cha bất ngờ bị chết. Rồi sau đó mẹ đi lấy chồng khác thì ông lại tiếp tục mồ côi cha mẹ. Ông đùm tùm mấy đứa em đi kinh tế mới, cho nên ông cũng không có hạnh phúc. Ông cũng buồn và ông trách hờn mẹ sư. Đến cái thời điểm mà sư có thể hiểu biết được một chút xíu là khoảng 7-8 tuổi, thì sư thấy mẹ sư vẫn chưa có nhà cửa gì ổn định. Mẹ sư vẫn đi lang thang chỗ này để tìm cầu tha phương cầu thực. Vẫn đi lang thang chỗ này, tá túc chỗ kia để kiếm sống. Tôi nhớ có một lần đó, mẹ sư đến nhà một người ông để xin ở tá túc đi làm ăn. Thì lúc bây giờ mẹ sư chỉ biết làm một cái việc đó là đi làm cỏ, đi cắt lúa cho người ta kiếm sống. Anh em sư quá nhỏ, sư 3 tuổi, còn em sư mới có 1 tuổi mấy. Thì gửi cho nhà người ông, thì nhà người ông cũng có mấy người chú, rồi cũng có con trai, cũng khoảng như Hào với Dương giờ vậy đó. Thì mỗi lần mà mẹ sư đi làm thì em sư nó khóc. Thì mấy người anh này mới bỏ em sư vô một cái chuồng heo và một con heo nái. Nó đẻ một bầy con heo con, nó thấy em sư vô nhảy nó khóc. Nhảy nó ủi, em sư thì khóc, nó thì nhảy ủi. Cho nên nó là sư khóc theo. Khi sư khóc theo như vậy thì ông chú này ông ẩm sư ông dục luôn vô trong cái chuồng heo đó. Là hai anh em quăng ở trong cái chuồng heo đó, cứ ôm nhau mà chạy. Cái chuồng heo nó cũng rộng gần bằng cái dãy đường này. Vì vậy cho nên nó là cứ như vậy mà ngày nào em sư nó cũng khóc nức nở hết. Rồi có một lần đó mẹ sư quên cái bị đông nước đó. Đi được một đoạn nhưng mà quay trở về thì bà mới phát hiện là hai anh em bị nhốt trong chuồng heo. Thì bà mới ẵm hai anh em đi luôn. Khi ẵm hai anh em đi thì cũng không có nhà nào ở hết, cho nên mẹ sư mới trải một tấm bạt ở dưới gốc cây cho hai anh em sư ở dưới gốc cây.
rồi mẹ Sư đi làm. Khi đi làm đám ruộng này á, thì mẹ Sư kế Sư khoảng 100 mét. Đến lúc hai anh em ngủ thức dậy thì mẹ Sư chuyển xuống cái đám ruộng khác, không thấy nữa. Cứ như vậy Sư cõng đứa em chạy đi tìm mẹ, chạy đi tìm mẹ, và cứ như vậy đi tìm hết cánh đồng, nhiều lúc không gặp mẹ. Cuộc sống nó còn nhiều gian nan trắc trở lắm. Cho nên khi Sư nghe cái câu mà bao năm rồi còn mãi ra đi thì Sư hiểu ngay. Ơi, chú bao chà. Bán chơi. Con có rồi. Rồi các con lấy dần đi. Dạ. Bán em chơi xe với tinh thần. Con uống gì? Nước coi chú nằm ngoài. Lấy con về con với mẹ. Rồi uống đây thôi luôn. Ngồi đây nè, ngồi trong mát nè. Uống ăn bánh gì không? Bánh gì đâu? Con bánh gì? Bán em chơi xe hai. Con này bánh gì? Con thích ăn bánh gì? Lấy em chơi xe hai. Ăn bánh ấy không? Ăn bánh lên. Con ăn bánh bánh gạo không? Rồi chưa? No hả? Mua bịch bánh gạo cho anh ăn ha. Nhiêu tiền kia? Con gạo nãy con. Ừ. Đúng rồi, dạ. Qua kia chưa thấy được mấy cô kia tặng đứa xe đạp phải không? Biết chạy hết chưa? Giỏi à, con tập chạy lúc nào hay vậy? Từ lúc nào? Ồ, chạy vậy ra, tập chạy lâu luôn rồi. Ừ. Dạ. Con biết chạy xe chưa? Bữa hôm đầu chú thấy con chạy luôn đúng không? Có chạy với chị chạy rồi, trong chùa con có đúng một thằng chưa biết chạy xe đạp luôn. À trong chùa, con nhỏ quá ha sao? Con cao hơn con như này. À do đúng. Chắc là không có xe tập nên phải không? Không, nó trong nhà không tắm nào, nó không chịu tập. Con kia nó giữ lại xong nó đẩy cái mới chạy. À, nó bị té không? Không, không có đó, là này té. Tung vô một ghét kiểu mới tập. Cô đó mới tập. Ăn bịch con ăn bịch bánh gì nữa, bịch bắp không? Con ăn bắp không? Bắp ngon á. Bánh này đủ. Ăn cơm. Gần mấy giờ cơm? Mấy giờ là ăn cơm? 11 giờ mấy. 11 giờ mấy chứ? Hả? Ừ. Hồi tối qua ngủ sớm không à? Được mấy giờ nghỉ hè mà đâu cần đâu, được nghỉ hè tha hồ chơi luôn trước rồi đâu. Đi học mình mới sợ dậy trễ thôi. Ha. Bánh đó bánh gì, bánh snack gì? Bánh gì đây ta? À snack tôm. Muối ớt xanh. Gần tới giờ cơm ít ăn lắm mà. Ở bữa con có cái đồ chơi, chú thấy con có cái đồ chơi mà cái cô tiền ấy tặng cái đồ chơi, mỗi đứa được cái đồ chơi mà chơi còn được không? Nó mặc xài bằng pin không? Hết pin rồi sao? Khi nó làm hư, khi nó làm hư của mày. Hư hả? Của con hư hả? Nhỏ. Ờ, sao kỳ vậy? Làm vớt hay sao? Không, nó làm hư xong nó trả lại. Trời ơi, chơi hư đã trả lại còn chơi được gì đâu. Nó tung qua tung lại á. Con là chơi giật xe hả ngươi? Ở đây đâu còn được chơi nữa đâu.
Đồ này là đồ này của thầy Mai không? Còn bữa cô kia tặng là đồ khác, đồ nâu hơn, đồ lam. Đúng không? Đồ là thầy Mai. Con là chú thấy con là hay gõ mỏ lắm, gõ chuông á Phong ơi. Con là mỗi lần mà ví dụ mà khách mà vô đông tụng kinh hay gì là thầy kêu lại con gõ chuông. Giờ có ai gõ mỏ không? Có thầy. À thầy là người đứng ở mỏ. Giờ mấy con cũng thuộc kinh rồi hả? Thuộc lâu chưa? Chắc cũng lâu lắm rồi đó. Chắc chừng 5-6 tuổi là biết thuộc kinh rồi. Ha. Mấy bài kinh nó dễ tạo dễ đọc không? Dài không? Chú thấy ngắn mà. Phải không? Mỗi lần mà người ta mấy bài dài. Nhưng mà mỗi lần mà bài dài là mình phải nhìn sách đọc chứ, tụng chứ. Hả? Ha? Mấy bài dài dài á? Bài dài ai học thì cũng tụng. Còn không thì nhìn sách đọc đâu có sao đâu, mình nhìn theo quyển kinh mình đọc. Còn những bài ngắn ngắn như mỗi lần ai mà vô cúng dường đó là mình đọc bài kinh đó. Chú thấy hình đâu ai cũng thuộc hết đâu cần nhìn sách đâu. Đấy em thuộc chơi kinh một cái thuốc gì đó chị. Hai cái thuốc đi. Cái thời mà thầy làm chùa trên núi, thầy làm được ở được 6 năm thành một ngôi chùa, thì lúc bây giờ thầy bị người ta di dời đi. Này được cái búa, còn được cái búa hả? Cho cái nên chơi hơi lâu à? Không, mấy người xấu bụng, thầy dùng là xấu bụng. Họ nói thầy là nuôi xì ke ma tí, nuôi đệ tử Năm Can, cho nên là bị đánh đuổi đi. Thầy cũng đi lang thang dẫn 30 chú tiểu đi núi Chứa Chan Gia Lào cũng ở không được, rồi thầy dẫn lên Đắk Lắk cũng ở không được. Đi đâu cũng có cơm ăn áo mặc, không ai dám chứa hết. Rồi thầy trở về núi Vinh này, tới một mảnh đất người ta gọi là chỗ suối mơ. Sư ban hồi đó ông cho thầy một miếng đất, thầy cất xong rồi ở được thời gian ông cũng lấy lại. Rồi sau đó thầy dẫn mấy chú tiểu qua bên cái Gò Mã ở được một thời gian, rồi thầy mới mua được miếng đất này. Thầy hòa thượng cho thầy một miếng đất này và thầy mua thêm cộng vô, thì lần lượt đến giờ này 12 năm thầy mới có được ngôi chùa này. Trong thời gian đó thầy cũng bắt đầu thấm thía rất nhiều về cái ý nghĩa cuộc đời, cái dằn vặt. Những chú tiểu sống trong chùa của thầy đang tu hành, rồi cũng vì cái lòng ham muốn, vì cái tâm tham muốn dục vọng, rồi cũng bỏ thầy ra đi. Đi lanh hoanh, đi chỗ này chỗ kia tìm cầu mưu sinh, rồi cuối cùng cũng đôi bàn tay trắng, bốn bàn tay không, chẳng có gì hết. Cho nên gọi là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi từ ở miền Trung rồi vô miền Nam, rồi đi tìm sự sống.